Rồi chào các bạn và mọi người ha. Thì hôm nay có chiếc xế đầu xuôi các bạn ơi, đang kêu bán. Này chân 70 này, chân đóng máy nguyên con anh em. Đó, xích 53. 5 tắc. Dây cao luôn. Chạy đầu 4T98, đầu máy cắt 82 các bạn. Bữa nay có ông anh đi coi sẵn quay cho anh em coi luôn. Nếu không công anh không mua là thì được cái thì mình thổi đăng, còn mua được mình đăng lên cho anh em nào lại sao ở sao đi lại ha. Đây đầu này đầu zin nha anh em. Đầu này bao hơi bao hám luôn. Chân này chân mới đóng chạy con vụ à. Máy này chạy máy vụ phải không ta? Ừ. Khúc 30. Khúc 30. Đóng nhà đó. Chạy dàn sới, nhưng dàn sới con này có nhiêu mét à? 2m4. 2m4 bông 2m2 phải không? Một sọ. Sọ gì mà đủ, mà nó nói 4 trái. 4 trái là sai sọ đôi vậy. Này sọ là dàn sới gì bởi gì? Dàn sới có một trái, một nó hai trái. Dàn sới có một sọ lớn á. Một sọ lớn á. Nhông 4 trái gì nữa. Wow. Sọ đôi mấy 4 trái. Sọ lớn thì một sọ mà thì nó đôi. Cái dàn sới mày đâu phải giờ sọ đôi đâu, khùng quá. Bữa qua hổm chụp là tao biết không phải sọ đôi rồi. Một sọ, sọ đôi. Sọ nhà thử mạnh không đó. Đậu má bệnh của con Thái bệnh gì đâu không. Thái. Con này là dán im. Này của anh em tên Thành Lỷ 67D1 tốc độ mãi đỉnh. Cái này không thì